Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa. Đó là dự án FLG Swap. Đây là một cái dự án ở trên Ethereum Pool. Đây là một cái dự án sẽ chia sẻ khoảng 7.770.777 token FLG, tương đương với khoảng gần 200.000 đô la. Cái dự án này ấy, thì trước đây thì mình có đăng lên kênh của mình cái dự án FLG này có mua IDO ấy. Thì bạn nào có mua IDO không thì các bạn sẽ nhận được cả airdrop nữa đấy. Đây. Đây mình có thông báo sự kiện này. Đấy, IDO này. Có nó bán IDO mọi người nhé. Thì khi nó bán IDO ấy, thì cái giá của nó chỉ khoảng 100 đồng thôi mọi người nhé. Khoảng 100 USDT thôi là các bạn mua này thì thấy nó không bán nữa mà nó trả lại cho các bạn 100 đồng 100 USDT cũng như là chia sẻ cho các bạn 777 token FLG nhé. Bạn nào mà làm theo bạn nào mà mua 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 IDO ấy thì nó trả trả lại tiền này, nó đã còn cho airdrop này, nó còn cho các bạn min NFT nữa đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn check cái ví của mình đi. Cái dự án này thì yêu cầu chúng ta là đầu tiên là theo dõi này, theo dõi Telegram group này, tiếp theo là chúng ta like này, red train này, tag ba bạn bè. Các bạn thấy red train chưa? 28.000 người, 28.000 người rồi đấy mọi người. Các bạn tag cho mình ba bạn bè nhé. 28.000 người mà các bạn, nó sẽ có khoảng 10.000 slot thôi mọi người nhé, cạnh tranh nhau á. Đấy, các bạn điền cái ví. Chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask nhé. Các bạn paste vào đây cho mình. Rồi, các bạn lên cái sàn này. Đây là cái sàn chính thức của họ này. Đấy, hôm trước thì họ thấy có bà họ có bán IDO, thế nhưng mà không thì bây giờ giá cũng khá là cao này. Chúng ta connect đến ví nhé. Mạng thì chúng ta sử dụng mạng Ethereum Pool, bạn nào mà chưa có thì các bạn phải 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 ấy đi nhá, chuyển mạng này. Đấy, add mạng đi. Các bạn lên trade này, ấn vào swap này. Đấy, các bạn sẽ nhận được 777 đồng. Đấy, bây giờ thì các bạn được khoảng 45 đến 50 USDT nhé. Nếu mà đỉnh thì nó cũng lên được khoảng 60 đến 70 đồng đấy. Đây là dành cho những cái bạn mà trước đây mua IDO. Đấy, IDO thì nó refund lại, tức là nó sẽ trả lại tiền các bạn mua cái IDO đấy. Nó không bán nữa. Đấy, nó sẽ trả lại cho các bạn 100 USDT cũng như là 777 FLG. Tức là như kiểu là bồi thường lại thêm cho các bạn ấy. Nói chung cũng khá là ok. Có một số bạn làm thì chưa biết là ít mấy, nhưng mà các bạn được trả lại 100 USDT và lại còn được thêm 50 USDT nữa. Đấy. Thế là được được không đấy các bạn ạ. Đấy. Còn cái airdrop này thì nó sẽ là 7 triệu. 7777. Phải không nhỉ? 7. Không phải chứ, sao lại thiếu một số 7 nữa? Sao? Cũng không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Sao lại càng ấn nó lại càng ra cái gì ấy? USDT. Đây, cái pool của chúng ta là 7 phát. Đấy, khoảng 200.000 đô la nhé các bạn nhé. Để BUSD nó cứ chạy ra cái gì ấy. Đấy, nói chung là xấp xỉ khoảng 200.000 đô la dành cho 10.000 slot nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng làm nhé. Nói chung là cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta theo dõi Telegram, theo dõi Twitter, like, red chain và tag ba bạn bè. Tiếp theo là chúng ta sẽ post cái ví xuống bên dưới phần comment nhé. Sau đấy thì họ sẽ quay random. Dự án này là random mọi người nhé. Dành cho 10.000 slot để chia sẻ nhau cái số lượng này. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.